Xin chào anh em nha. Mình review con khoan khoan hai chức năng Hitachi ha. DH18VB. Dạ. VB thì là điều tốc được rồi. DH chắc là DH là D là reel, H là hammer này. Khoan thường khoan búa ha. 18 là cái 18 mm này nè. VB là tốc độ điều chỉnh được đó. Nó ghi tắt cũng có ý nghĩa hết ha. Rồi. Thì mũi 18 là dùng cho vật liệu gì đây, rồi 13 là dùng vật liệu gì đây, mình tiếng này thì mình chịu rồi. Chắc là không phải. Chắc là tường với lại bê tông đó. Chắc là tường với bê tông ha. Tường thì được mũi 18, còn bê tông thì 13 ha. Rồi. Cái đó mình không chắc lắm. Máy này nhỏ gọn nhưng mà cái phần cơ bên trong nó khá là khủng ha. Đây nè. Cái này mình còn 3 cây mình chưa vệ sinh nằm kia ha. 3 cây ngoài thùng kia thì nó rẻ hơn. Cái hộp này thì là nó đắt hơn tí ha. Nhưng lại nó đắt hơn mấy cái mũi riêng của nó đây. Ốc này như không liên quan hả? Cần không biết. Ba cái mũi này còn cực kỳ bén luôn nè. Mình ra ngoài mình đục cái mũi này rồi này. Thì gắn vào thử nha. Rồi, thả lên là dính thôi ha. Cái này được cái này là nó cầm nó rất là vừa tay luôn, nó còn nhỏ gọn lắm. Anh em nhưng mà nó rất là, có chế độ đục đó, rất là mạnh. Anh em điện nước chắc cũng xài vô tư thôi, thừa công suất. Dây nó thì cả một bó luôn. Dùng Hitachi của nó luôn đây. Đây chế độ khoan thường nha, khoan chưa có chưa có cá búa này. Cái này muốn muốn biết búa hay không phải nhấn xuống mới biết được. Bởi vì cái nền này mà nhấn nhẹ cái là nó lún xuống dưới rồi. Cái búa nó tương đối mạnh á. Mình không giỡn được ha, để mình kiếm miếng gỗ cái. Nghe, nghe tiếng búa chưa? Búa gõ quá quá phê luôn. Mình nên là không có búa này. Búa gõ ha. Ui chà. Rồi. Cái cây này nó chỉ vậy thôi, hai chế độ vậy thôi. Hàng Hitachi. À, cái đảo chiều này đủ cho em lại. Chiều rồi. Đây. Này báo giá thì mình để phần mô tả nha. Rồi anh em quan tâm thì liên hệ nha. Rồi, xin cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Xin chào anh em.